Vậy mà các bạn, hiện tại thì đến với số phát sóng thứ hai này thì Ben Nguyễn và Tuấn Cửu đang có mặt tại dự án ZF Metro City để cùng chia sẻ với anh chị khách hàng lý do vì sao mà chúng ta nên ưu tiên lựa chọn mua để ở và đầu tư một cái sản phẩm nhà phố townhouse tại dự án ZF Metro City này. Hiện tại đồng hành của Ben Nguyễn là anh Tuấn Cửu, một trong những dự án đã khảo sát dự án này đầu, và ngày hôm nay sẽ có những chia sẻ đến với tất cả các anh chị về những cái lý do tại sao chúng ta nên lựa chọn mua một cái sản phẩm nhà phố để ở và đầu tư tại dự án này. Xin mời Tuấn Cửu À, cảm ơn Ben Nguyễn nha. Nói đến GS Metro City hay là còn gọi là GS hay là còn Dai Gai Nhà Bè thì là một cái dự án gọi là rất là đẹp luôn. Dự án gọi là có một cái quy mô gọi là rất là lớn, nó chỉ đứng sau Phú Mỹ Hưng thôi. Và cũng có những cái tiện ích gọi là bậc nhất của cả nước Việt Nam mình. Và có một cái điều đặc biệt là sau này Ben Nguyễn không cần đi qua Hàn Quốc hoặc là đi đâu hết. Ben Nguyễn chỉ xuống cái dự án ZF này nè thì Ben Nguyễn có thể là lạc vào một xứ sở của Hàn Quốc, xứ sở của Kim Chi á, Ben Nguyễn. Thì hôm nay á, là cũng như cái lời giới thiệu của Ben Nguyễn thì Phước Sửu sẽ phân tích cho cả nhà là cái nhà phố của bên ZF này á là diện tích như thế nào và nó có mức độ tăng giá và cái vị trí đắc địa như thế nào đó Ben Nguyễn. Thì đối với lại dự án dây ghép Nhà Bè thì nhà phố ở đây là được hình thành là 7x17 và thiết kế ở đây là một trệt, hai lầu và một sân thượng, và dọc theo con đường trước nhà là tầm khoảng là 12m. Với một cái vị trí rất là đẹp như Ben Nguyễn là nó nằm mặt sau của cái con đường Nguyễn Thọ mà Ben Nguyễn và Phước Sửu đang đứng này nè. Đó, là những cái dãy căn phố là nó nằm mặt sau. Đó, nó nằm mặt sau của cái dãy này nên là rất là tiện lợi, mình có thể là vừa ở được nè mà vừa có thể là kinh doanh buôn bán được của Ben Nguyễn. Một vị trí cực kỳ đẹp, tuyệt vời Ben Nguyễn ạ. Thì em được biết là không biết là cái nhà phố này sẽ bàn giao khoảng khi nào về thứ nữa. Đúng rồi. Gọi như một cái điều gọi là trăn trở của người dân và những cái khách hàng mà mua cái dự án này thì dự án này là gần như là ngủ đông 10 năm rồi. Và bất ngờ vào đầu năm 2020 thì mở bán những cái dãy của cái dự án Zai River County One cái giai đoạn đầu này thì trong đó là có khoảng là 60 căn là nhà phố. Thì 60 căn nhà phố này được chủ đầu tư xây dựng đầu năm 2020 và dự kiến qua đầu năm 2023 là còn khoảng vài tháng nữa là mình có thể nhận nhà rồi Ben Nguyễn. Thì như cái chỗ cái góc của Phước Sửu đang đứng sau này là một cái biểu tượng của GS ở đây, và theo như Phước Sửu đang bay laycam thì ở đây là đã cất nóc xong hết rồi Ben Nguyễn, chỉ cần là gọi là hoàn thiện bên ngoài, và bây giờ là chủ đầu tư có đang xây dựng rất là nhiều cái clubhouse để phục vụ cho những cái cư dân của nhà phố trong tương lai này rồi. Như là dự án này em thấy là hiện tại là đã gần như là một số căn gần như là đến gần thế như gần chuẩn bị hoàn thiện xong rồi. Đúng rồi. Dự án này hình như là bàn giao hoàn thiện mặt ngoài và khu bên trong đúng không anh? Đúng rồi. Dạ, mình thì cư dân khi mà chúng ta ở đây thì chúng ta sẽ tự đề co cái nội thất theo ý thích của mình. Nhưng mà có cái điều là em khá là thắc mắc là khi mà hiện tại là công trình đang như thế này là nhận nhà thì không biết là cái chất lượng môi trường sống ở đây nó có bị ảnh hưởng bởi bụi không anh Sốt, hoặc là tiếng ồn của công trình không? Đó là một cái điều rất là nhiều khách hàng trăn trở, nhất là những khách hàng gọi là những cái shop house dãy đầu tiên. Nhưng mà một cái điều tinh tế của chủ đầu tư GS đó là họ làm cái gì họ cũng làm cho tới. Và như Ben Nguyễn thấy á, là trước mặt Ben Nguyễn và Phước Sửu là có một con đường gọi là con đường 12m, lòng đường 6m và mỗi bên vỉa hè là khoảng là 3m nữa. Là khi mà quý khách hàng hoặc quý cư dân và di chuyển tới dự án này để mua sắm thì ngoài cái gọi là con đường Nguyễn Hữu Thọ 60m thì có dọc một con đường, có một cái dọc trục đường là 12m. Ở đây gọi là thứ nhất là có hàng cây nè, tránh gió bụi nè, tránh tiếng ồn ào, và mình có thể bãi đậu xe đầy đủ để mình di chuyển vào những cái căn shop house hoặc những cái căn nhà phố để mình có thể mua sắm và tận hưởng những cái tất cả những cái loại mặt hàng trên dọc đường Nguyễn Hữu Thọ này Ben Nguyễn ha. Thế là chắc là hỏi anh Sửu còn hỏi khá là khó đi. Dạ. Đợt vừa rồi thì cũng nghe nói là anh Sửu chia sẻ là cái shop house giá mở bán là tầm 13 tỷ và bây giờ bán ít thấp nhất là khoảng từ 26 tới 27 tỷ, nghĩa là tăng giá gấp đôi rồi. Có căn đến 30 tỷ đấy. Như thế thì không biết là cái giá mở bán của nhà phố giai đoạn 2019 2020 thì giá bao nhiêu, vậy tại giá thị trường đang dao động là bao nhiêu anh Sửu? Và tiếp theo nữa là anh Sửu cho biết là tại sao là nên chấp nhận mua cái giá cao như vậy? Rồi. Phước Sửu sẽ phân tích cho cả nhà nha. Đầu năm 2020 đó Ben Nguyễn thì chủ đầu tư tung ra
những căn nhà phố của dự án này, và mới với một cái mức giá gọi là rất là tốt luôn. Bởi vì là gần như là Ngũ Đông 10 năm rồi thì chủ đầu tư là coi như là cũng mở bán và có một cái mức giá tốt cho khách đầu tư để gọi là tri ân những khách hàng. Thì cái giá mà chủ đầu tư đang mở bán những cái căn nhà phố 7x17 một trệt hai lầu sân thượng, giá rơi vào tầm khoảng hơn 9 tỷ. Những căn mà đẹp nhất thì cũng khoảng 10 tỷ thôi Bên Nguyễn. Nhưng mà sau 2 năm á Bên Nguyễn, cái mức giá hiện tại á, một căn thấp nhất cũng khoảng từ là 18 đến hơn 20 tỷ đó Bên Nguyễn. Gần như là gọi là gấp đôi so với lại cái giá gốc, và có thể là gần như là gấp 3 hoặc gấp 4 so với lại là cái số tiền mà bỏ ra đầu tư đó Bên Nguyễn. Bởi vì đợt vừa rồi là chủ đầu tư cũng dính vào trường hợp dịch nè, rồi có một số trường hợp nên là thanh toán chậm, nên là một vài quý cư dân ở đây lựa chọn thì chỉ thanh toán 20-30% là đã bán ra rồi Bên Nguyễn. Ví dụ như em là cái người mua ở nè, thì đối với cái bài toán mà em thấy giá chênh lệch hơi cao thế này, thì anh Sửu hãy chia sẻ lý do tại sao là em nên mua cái dự án này không ạ? Rồi, Phước Sửu sẽ phân tích cho cả nhà lý do nên chọn nhà phố của dự án Zygay trong thời điểm này, mặc dù giá nó đã tăng lên rất cao. Thì Phước Sửu phân tích về cái giá, nói về cái giá của Zygay ở đây là hiện tại á, nếu mà tính theo mét vuông thì hiện tại giá nó rơi vào tầm khoảng 120 đến 140 triệu một mét vuông. Nhưng mà điều đặc biệt cái giá này là nó đã bao gồm phần nhà xây dựng luôn rồi. Thì bây giờ Phước Sửu quay ngược lại một vài dự án để Phước Sửu phân tích giá. Thứ nhất là Him Lam. Him Lam hiện tại một mét vuông là không dưới 200 triệu, mà chỉ là một mét vuông đất thôi Bên Nguyễn ha. Còn bước qua Phú Mỹ Hưng thì giá mà một mét vuông bả bao gồm phần nhà là từ 300 đến 350, có những vị trí đến 400 triệu luôn. Đó. Thì đối với GS nha, đối với GS, những cái gì Phú Mỹ Hưng làm được thì GS nó còn có thể làm tốt hơn nữa. Một khu đô thị ở đây là 350 hecta đó Bên Nguyễn, thì với cái tổng quy mô nó cũng gần bằng với Phú Mỹ Hưng, và những cái tiện ích ở đây là có 102 và gọi là tiện ích cực kỳ đẳng cấp ở đây luôn, có trường học, bệnh viện và trường quốc tế. Thì gần như là được vừa rồi có một cái ký kết hợp tác là sẽ có một cái trường học Chadwick của bên Mỹ sẽ xây dựng tại ngay phân khu của GS luôn. Thì nói đến GS thì tất cả những cái tiện ích, và tới đây là quý anh chị ở đây là sở hữu những cái nhà phố ở đây á, thì coi như là cho con học được những cái trường chuẩn quốc tế. Và cái mức giá ở này so với những cái khu vực xung quanh giống như là La Villa, Nay Sao hoặc là những căn biệt thự của Phú Long thì mức giá này vẫn còn thấp hơn rất là nhiều. Thật sự bạn Nguyễn cũng nhận thấy nếu như mà chúng ta mà tìm mua cái sản phẩm nhà phố mà chúng ta tập trung quá nhiều vào cái giá gốc của cái sản phẩm, thường là chúng ta sẽ tâm lý khá là mua khá là khó khăn. Em nghĩ là chúng ta nên căn cứ vào khung giá của thị trường. Và chúng ta đang mua ở đây không phải chỉ là mua căn nhà phố xây sẵn, mà chúng ta đang mua một cả cụm tổ hợp dự án bao gồm rất là nhiều tiện ích dành cho cư dân và được phát triển bên một cái chủ đầu tư rất là uy tín. Và còn một cái điều đặc biệt nữa Bên Nguyễn ạ, đối với cái dự án này Bên Nguyễn mua không phải thanh toán một lần đâu Bên Nguyễn. Và chủ đầu tư và khách hàng hiện tại đã thanh toán cho chủ đầu tư mới tầm khoảng là 50% so với giá gốc. Và còn cái số mà thanh toán còn lại thì đến lúc nhận nhà qua năm sau thì mới thanh toán. Và một điều đặc biệt nữa là tất cả những cái ngân hàng lớn giống như là Vietcombank nè, BIDV và những cái ngân hàng lớn đó là đang hỗ trợ gọi là cho vay luôn. Hỗ trợ dễ này. Nếu em là người mua ở thì nghe những thông tin vừa rồi chắc chắn là có tham khảo một số cái dự án đã bàn giao ở cụm khu Nam, ví dụ như là La Villa hoặc là Nay Sao hoặc là thì em thấy rõ ràng là cái đơn giá nhà mà đất này khá là mềm để mình mở. Thế thì cho em hỏi rằng là không biết là cái pháp lý của dự án như thế nào mà chủ tiến khi mà ra sổ hồng anh, tại vì em là người mua ở rất là quan tâm đến pháp lý. Nói đến tập đoàn GS là nói đến mà gọi là những cái gì gọi là chuẩn chỉnh nhất của một cái chủ đầu tư, nên ở đây là pháp lý gần như là hoàn thiện rồi. Quyết định bàn giao đất nè, quyết định gọi là chấp thuận đầu tư, quyết định là chào bán sản phẩm, gọi là được phép và chào bán sản phẩm, và cái thứ tư nữa là giấy phép xây dựng. Thì ở đây là gần như là giấy phép xây dựng đã đầy đủ hết rồi, và hiện tại là tất cả những quý khách hàng ở đây là đã được ký hợp đồng xong hết rồi Bên Nguyễn. Là hợp đồng là có thể mua bán, khi mà ký khách hàng mua lại những sản phẩm của những khách hàng trước thì có thể là chuyển nhượng sang tên ngay nè. Vậy là pháp lý hiện tại của dự án này đang là hợp đồng mua bán. Đúng rồi. Sau khi mà hoàn thành bàn giao nhà trong vòng 6 tháng thì sẽ được cấp sổ hồng luôn ở Bên Nguyễn. Đầy đủ sở hữu lâu dài nha. Dạ vâng, cảm ơn anh Sửu rất nhiều. Hy vọng là thông qua những thông tin vừa rồi rất là chi tiết về các sản phẩm sau hao
để mà anh chị có những cái lựa chọn tham khảo đầu tư, hoặc là để mà an cư tại thị trường khu vực Nam Sài Gòn trong một cái tổ hợp dự án khu đô thị rất là lớn được phát triển bởi một cái chủ đầu tư uy tín hiện nay. Cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều và xin được hẹn gặp lại tất cả các anh chị qua cái số phát sóng tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về loại hình sản phẩm biệt thự đơn lập và biệt thự song lập tại dự án Special Studio Nhà Bè này ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.